Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định việc bà B Chấm khai tử cho con còn sống là vi phạm nghị định 82 ngày 15 tháng 7 năm 2020 của chính phủ nên ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng liên quan đến vụ khai tử cho con ruột còn sống. Chiều ngày 9 tháng 6, lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với bà B, 32 tuổi, tạm trú phường Tân Lợi, hộ khẩu phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột với số tiền 15 triệu đồng do hành vi vi phạm hành chính làm thủ tục đăng ký khai tử cho người còn sống theo Điều 41 Nghị định số 82 ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc cũng yêu cầu thành phố Buôn Ma thuộc xem xét thu hồi, hủy bỏ giấy chứng tử đã cấp cho cháu L, 3 tuổi, con trai bà B. Ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An, cho biết ngày 11 tháng 5, bà B chấm đến Ủy ban Nhân dân phường xin cấp chứng tử cho cháu L. Bà B. chấm khai con trai mình bị viêm phổi nặng và đã tử vong tại nhà lúc 18 giờ 30 phút tối 4 tháng 5. Bà này nói vì bị chồng cũ quậy nên mới nghĩ ra cách làm giấy chứng tử cho con. Cán bộ phường không kiểm tra, đã cấp giấy chứng tử cho bà B nên dẫn đến sai sót.